phạm cùng lúc xâm phạm đến hai khách thể. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp xe SH ở thành phố Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn xuống Long An. Theo luật sư, ngoài hành vi sát hại thì nghi phạm còn có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là những hành vi đáng lên án và cần phải có một bản án mức hình phạt thích đáng, nghiêm khắc để có tính chất răn đe cũng như hạn chế tội phạm hình sự. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa và Công an huyện Đức Huệ, Long An cùng các đồn biên phòng cửa khẩu để chặn bắt đối tượng sát hại, cướp tài sản. Trước đó ngày 6 tháng 1, một người đàn ông đi bộ vào quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Một lúc sau, người này điều khiển xe tay ga rời đi, trên chân xuất hiện nhiều vết máu nâu đỏ. Nghi ngờ nên người dân đã vào kiểm tra thì phát hiện chị NTHB, 32 tuổi, đang nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương chí mạng nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt lấy lời khai, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định chiếc xe tay ga mang hiệu SH1 mang biển kiểm soát 59S2-98098 mà người đàn ông điều khiển là xe của nạn nhân. Xác định vụ việc có dấu hiệu sát hại cướp tài sản, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc trích xuất camera trên các tuyến đường và xác định đối tượng bỏ chạy về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào chiều cùng ngày. Hiện công an đang triển khai vây bắt đối tượng gây án. Công an cũng thông báo ai phát hiện chiếc xe SH1 mang biển kiểm soát 59S2-98098 hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho công an gần nhất. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm gây án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi làm rõ danh tính của hung thủ gây án, xác định rõ hành vi, mức độ nhận thức điều khiển hành vi, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can để tạm giam trong quá trình điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án. Hiện nay, với kết quả lời khai ban đầu và các chứng cứ khác có liên quan, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án và đang tích cực truy bắt. Cùng với đó là hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nghi phạm điều khiển chiếc xe SH của nạn nhân, từ đó có thể xác định nghi phạm sát hại rồi cướp tài sản của nạn nhân. Hành vi này liền một lúc xâm phạm đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản. Bởi vậy, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghi phạm về hai tội danh là tội sát hại theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Trường hợp bị kết tội về cả hai tội danh, rất có thể nghi phạm sẽ phải chịu mức hình phạt chung cao nhất là tử hình cho cả hai tội danh. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê phải bồi thường trách nhiệm dân sự là toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và những chi phí khác. Vụ án này lại một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất cứ khi nào với bất kỳ ai. Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên, luật sư Thái cho rằng phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đồng thời cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, kịp thời chấn chỉnh, kỷ luật, phạt hành chính, xử lý đối với các hành vi lệch chuẩn, ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Đối với các đối tượng sát hại người một cách tàn nhẫn như vậy thì cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Danh tính nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang bị cảnh sát truy lùng ở Long An. Liên quan đến nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang bị cảnh sát truy lùng ở Long An, cơ quan điều tra xác định nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện hàng trăm cảnh sát công an cùng chó nghiệp vụ tiếp tục truy tìm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện tung tích của đối tượng. Khu rừng nghi đối tượng đang lẩn trốn rộng hàng trăm hecta và rậm rạp, địa hình phức tạp nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án và thay phiên nhau làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên, bên ngoài cánh đồng, dọc theo tuyến đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, cảnh sát giao thông lập các chốt chặn bao vây bán kính hơn 4 km của khu vực thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An.
Tối ngày 8 tháng 1 và rạng sáng ngày 9 tháng 1, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an Long An tiếp tục truy tìm hung thủ sát hại ở Hóc Môn, được cho là đang trốn trong cánh đồng ở huyện Bến Lức, Long An. Trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng, chốt chặn, sử dụng flycam. Chính quyền xã đã phát đi thông báo qua loa phát thanh về danh tính của nghi phạm. Theo đó, nghi phạm tên Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền xã Lương Hòa kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Theo ghi nhận, lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1, các tổ của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Long An được chia đều ra nhiều hướng tiến thẳng vào khu rừng 3 hectare để truy tìm hung thủ. Khu diện tích của rừng rất rộng nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án, thay phiên nhau làm việc. Phía ngoài dọc theo đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, bảo vệ dân phòng, cảnh sát giao thông chia đều nhau khoảng cách 100m thành một chốt chặn bao quanh bán kính 4km của khu rừng tại xã Lương Hòa. Lực lượng đã truy lùng xuyên đêm, vạch rừng tìm kiếm hung thủ. Khu rừng tiếp giáp ấp 7, ấp 8, xã Lương Hòa chủ yếu là tràm, cây chanh, ổi, dừa. Có rất nhiều cây cỏ dại, mọc gai góc, việc tìm kiếm hết sức khó khăn trong suốt 2 ngày qua. Ngoài ra, tại khu vực các nhà dân ven cánh rừng này, lực lượng chức năng địa phương đã tuyên truyền và đưa hình ảnh nhận dạng nghi phạm để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện. Đồng thời, lực lượng chức năng dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Càng về tối, các chiến sĩ càng phải đối mặt với tình trạng muỗi bùng phát, vây đốt. Một chiến sĩ cảnh sát đang dùng bật lửa để đốt bụi cỏ ven rừng để chống muỗi. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng huy động một số xe cuốc đến xã Lương Hòa, mở một con đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng rộng hàng chục hecta, phục vụ quá trình kiểm tra, truy lùng kẻ sát nhân. Cơ quan chức năng điều xe cuốc mở một tuyến đường mòn vào sâu trong khu rừng tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, phục vụ truy tìm hung thủ. Chủ quán bàng hoàng kể 4 giờ giáp mặt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển đến một cửa hàng tạp hóa ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để mua nước, mua thuốc lá và xin mật khẩu Wi-Fi. Được biết, khi xin được mật khẩu Wi-Fi, hung thủ gọi điện thoại cho một người và nói chuyện rất lâu rồi mới rời đi. Tiếp xúc với hung thủ trong nhiều giờ, sau khi kể lại, bà Tuyết, chủ cửa hàng, vẫn cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.